Đây là giọng Tracy từ Tracy's Home. Xin biết ơn các anh chị em cho thời gian này. Chúng ta cùng nhau cộng hưởng tình yêu thương, đón nhận năng lượng tốt lành từ vũ trụ và để những lời nói, những xác nhận này đi vào tiềm thức của mình. Anh chị em sẽ biết được rằng chính anh chị em đang xây dựng những điều mình muốn với sự hỗ trợ đầy quyền năng của vũ trụ, của tạo hóa và của chính tiềm thức. Ngồi thẳng, từ từ nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang ngồi bên một hồ nước trong vắt, đầy tĩnh lặng, êm ái. Xung quanh, hoa tỏa hương thơm và tiếng chim nhẹ nhàng đưa vào lòng. Tập trung vào hơi thở nhẹ, thở ra hết mọi phiền, suy nghĩ. Hít vào tình yêu thương và sự tích cực. Hít vào sự giàu có, sức khỏe và may mắn. Xin cảm ơn cho luồng không khí tôi có để hít thở. Cảm ơn đôi bàn tay. Cảm ơn vầng thái dương. Cảm ơn những phước lành từ đấng tạo hóa. Cảm ơn hồ nước trong veo. Cảm ơn những giọt mưa. Cảm ơn ánh nắng. Cảm ơn gia đình. Cảm ơn bạn và cảm ơn chính tôi. Ở đây, lúc này, đã về, đã tới. Tôi xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc. Tôi xứng đáng có cuộc sống bình an. Tôi xứng đáng được giàu có. Tôi là một người giàu có, cả về tinh thần và vật chất. Tôi tự do, tôi hạnh phúc. Tôi tự do về tài chính. Tôi đạt được chính xác số tiền mà mình muốn. Tôi có một gia đình hạnh phúc. Tôi có một sự nghiệp tốt lành. Tôi có một cơ thể cường tráng, đáng yêu. Tôi đẹp cả trong lẫn ngoài. Tôi tốt bụng và tôi đối xử tốt với mọi người. Và rồi mọi người cũng đối xử tốt với tôi. Tôi gửi tới mọi người xung quanh tôi những lời chúc phúc bình an. Tôi yêu thích tiền và tiền bạc tự tìm đến với tôi theo một con đường dễ dàng. Tôi yêu tự do tài chính. Tôi yêu thu nhập thụ động. Và tôi là một người bán hàng xuất sắc. Tôi là một người cha tốt. Tôi là một người mẹ tốt. Tôi là một người con ngoan hiền. Tôi là một người yêu lý tưởng. Người yêu của tôi yêu tôi vô bờ bến. Tôi chúc phước lành cho gia đình, anh em và họ hàng mình. Tôi luôn được bình an. Những nẻo đường tôi đi xin được bình an, bằng phẳng và yêu thương. Công việc của tôi tiến triển tốt đẹp. Việc kinh doanh của tôi sẽ dễ dàng hơn và đạt doanh số như tôi mong muốn. Tôi yêu loài người và mọi người cũng yêu thương tôi. Tôi tha thứ cho những người đã làm tổn thương tôi và họ cũng tha thứ cho tôi. Tôi có đủ tiền để mua xe, mua nhà và mua những thứ mình muốn. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư dả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có thành đạt. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừu khôi. Tôi chân thành biết ơn với số tiền tôi đã có, đang có và sẽ có. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ tiền và phát triển của tôi tăng lên, không ngừng. Tôi là một nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn có suy nghĩ tích cực. Tôi chỉ hút về phía mình những con người tích cực. Tôi tập trung hoàn toàn vào mục tiêu của mình. Tôi đầy năng lượng. Tôi có một đội nhóm kinh doanh đầy tương hỗ. Mỗi người là một mảnh ghép.
Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền hơn. Tôi kiên trì đi từng bước đến thành công. Tôi là một người thành công. Tôi là một người tốt bụng, giàu có. Tôi biết chia sẻ với người khác. Cái gì bạn tập trung, cái đó sẽ nở rộng. Cho nên tôi chỉ tập trung vào đạo đức, đức tin, sự thịnh vượng, sự sẻ chia, tình yêu và bình an. Cái bạn cho đi là cái bạn nhận lại. Tôi cho đi tình yêu, nụ cười, sự thông cảm. Những món quà, sự giúp đỡ, sự tích cực. Thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài. Nên tôi quay về, nhìn sâu sắc vào trái tim mình. Lắng nghe trái tim mình là nơi khởi nguồn của những sự vĩ đại. Thu nhập của bạn chỉ tăng trưởng theo những gì mà bạn hành động. Nên tôi hành động từng bước mỗi ngày để nâng thu nhập lên và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi không bao giờ bỏ cuộc. Các bạn làm một việc là các bạn làm mọi việc. Cho nên tôi giữ chữ tín trong từng lời nói hành động và luôn nhất quán. Cái gì giống nhau sẽ hút lẫn nhau. Tôi là một người tốt, đáng yêu, tích cực, giàu có, thành công. Tôi sẽ hút những người như thế về bên tôi. Khách hàng của tôi yêu mến và tin tưởng tôi cũng như tôi tin tưởng họ. Tôi thu hút những người đầy đủ tiềm năng. Tôi quyết định ngày hôm nay tôi là một con người mới. Tôi xứng đáng cảm thấy tuyệt vời. Lòng biết ơn là điều kỳ diệu, tạo nên thêm những điều kỳ diệu. Tôi thật lòng cảm tạ những điều tốt đẹp đang trên đường đến với tôi. Tôi là ánh sáng. Tôi đang thức tỉnh với những điều lớn lao. Tôi đang kết nối với chính bản chất của mình. Tình yêu và sự tốt lành tuôn chảy trong tôi. Tôi biết ơn cho chuyến phiêu lưu trong hành trình này để khám phá bản thân. Tôi là một thực thể huyền diệu của cuộc sống. Tôi ở đây để tỏa sáng ánh sáng của mình. Tôi có giá trị. Cảm ơn. Tôi quan trọng. Cảm ơn. Tôi xứng đáng. Cảm ơn. Tôi là tình yêu. Cảm ơn. Tôi biết ơn những điều nhỏ nhặt, những điều lớn lao. Từng ngọn gió đang mơn trớn trên gương mặt tôi, hay âm thanh của những giọt nước mưa, hoặc chỉ là cái ôm của một người đối diện. Tôi đang gửi lòng biết ơn tới từng tế bào trong cơ thể của tôi. Tôi yêu các bạn. Tôi biết ơn những bài học của cuộc sống. Tôi chọn hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Tất cả những điều đã xảy ra trong cuộc sống trước kia, với một trái tim bình an, tôi để chúng ra đi. Tôi biết ơn tư duy tích cực, nâng đỡ chính tôi và nâng đỡ người khác. Cảm ơn tình yêu, sự lớn mạnh. Cảm ơn sự bình an. Tôi chấp nhận chính mình ngay tại lúc này hoàn toàn. Tôi giữ tình yêu đối với đứa trẻ trong tôi. Xin cảm ơn bạn, bạn nhỏ đã ở trong tôi. Tôi biết ơn bạn đã là chính bạn. Tôi gửi tới năng lượng yêu thương và chấp nhận và sự cảm tạ sâu sắc từ trái tim tôi tới trái tim bạn. Tôi nhìn thấy hy vọng. Mọi nghịch cảnh, mọi thất bại, mọi cơn đau đều mang bên mình những hạt giống của những lợi ích tương đương hay thậm chí là vĩ đại hơn chính nó. Từ hôm nay, tôi ra ngoài và gieo những hạt giống tốt để một ngày nào đó chúng lớn lên thành những phước lành lớn lao. Tôi kiên trì hành động không ngừng. Tôi khỏe về tâm lực, thể lực và trí lực. Tôi yêu các bạn. Xin cảm ơn.
Mọi từ nói ra đều có sức mạnh. Hãy chỉ nói lời xây dựng và yêu thương. Tôi đã nhìn thấy hy vọng. Hy vọng của mùa xuân nửa hoa lá đâm chồi nảy lộc. Và tôi đứng giữa một khu vườn xuân để cảm nhận rằng mùa xuân sau những nỗ lực của tôi. Tôi đang hấp dẫn tất cả những ý tưởng, lời nói và xác nhận này một cách sâu sắc vào vũ trụ và tiềm thức cho sự lợi ích của tất cả những người liên quan. Hãy thở sâu thêm nữa và chuẩn bị vui mừng vì những điều này đang đến với bạn. Sẽ nhanh chóng thôi. Và tôi khiêm nhường yêu cầu bạn đặt tay lên ngực. Tôi cũng làm như vậy. Tôi tin vào bạn. Tôi thấy ánh sáng trong bạn. Bạn và tôi, chúng ta xứng đáng có cuộc sống an lành, thành công, giàu có, hạnh phúc và tự do.